có loại thịt không nên ăn, chứ không phải loại thịt nào cũng nên ăn hết đâu nha bà con. Có loại thịt không nên ăn bà con ạ. Cho nên bà con ta chú ý, loại thịt không nên ăn là những loại thịt thế này đi bà con. Đó bà con nha. Đó, nó có rất nên ở vùng hạch, bạch huyết, nội tạng thịt, ở phao câu, hạn chế ăn da gà, da vịt, da heo. Đó, thấy bà con thấy không? Da cổ vịt, và không nên ăn mật cá, đầu tôm. Đó, bà con thấy không? Chú ý mà con nha. Hạch bạch huyết, nó là khó nấu chín, thông thường ăn gây khó chịu, buồn nôn, nôn mửa, tiêu chảy, tạo ra và gây nhiều bệnh truyền nhiễm, ngộ độc ở vật hạch bạch huyết. Đó, cho nên nó tập trung vào ở cổ nè, ở nách nè, ở bụng nè, ở phao câu nè. Đó, chứ cứ nhiều người nó nhức phao câu gì đầu cánh, đó là mấy ông ghiền nhậu nó sảng nó ẩu cho nó vui theo câu của bà con. Đó, cho nên nó là không được. Cho nên là nó tập trung ở cổ, nách, bụng, phao câu của gà, của vịt, nó béo ngậy nên tiếng mỡ ở đuôi gây ra nhiễm chứa nhiều, nếu khó diệt được cổ cho nên nó xảy sinh nhiều cái độc hại. Đó, nó xảy sinh nhiều cái độc hại lắm bà con ta chú ý nha, chứ không phải là không đâu, nó nguy hại lắm. Nhức phao câu nhiều đầu cánh là bỏ cái đó đi nha bà con. Chúc bà con ta vui, trẻ, khỏe, đẹp. Nào, xin chào.